gốc của chúng ta đây rồi ạ. Đối với tế bào gốc này ấy, mọi người nhìn này, nhìn kỹ trên hình ảnh giữa Bắc nhá. Chúng ta nhìn hình ảnh đó chính là gì ạ? Nó có cái khả năng truyền tải nhá. Ngày xưa bác được học, bác dùng cái từ gọi là công nghệ truyền tải. Mình nghe bảo là nó lại có công nghệ truyền tải trong mỹ phẩm, tức là nó đưa cái hoạt chất đấy vào trong da, sau đó nó mới bắt đầu nó mới khuếch tán ra bên ngoài, hay lắm. Thì chúng ta hãy nốt lại cái phần tế bào gốc này. Tế bào gốc này có khả năng làm gì ạ? Làm trẻ hóa và giúp làm da mềm mại và cũng cung cấp độ ẩm cho da rất là tốt. Tế bào gốc thì nó có một cái mạng lưới gọi là mạng lưới gel AMP, đúng không ạ? AMP là gì? Tí nữa chúng ta sẽ phân tích. Khi mà chúng ta bôi cái sản phẩm này lên da ấy, thì cái mạng lưới này nó sẽ gặp muối ở trên da mặt của chúng ta. Da mặt chúng ta có muối nhá. Tại sao liếm liếm nó mặn mặn chả nó hay mút mút cái muối của nó. Nó mặn mặn đúng không ạ? Thì gặp muối một cái thì nó sẽ gì ạ? À? Ngay lập tức nó sẽ bị phá vỡ cái phân tử này. Chúng ta nhìn bình thường bóc cái lọ gel ra thì làm gì nhìn thấy cái phân tử nào, đúng không ạ? Thế nhưng mà thực ra nó có các cái phân tử nhỏ. Thế nên đi vào đây nó gặp muối trên da cái nó lại bắt đầu phá vỡ và nó đi vào bên phần trung bì của da của chúng ta. Chúng ta nhìn thấy hình ảnh mô tả rất là rõ đúng không ạ? Các chuyên gia ơi, cái phần này là không ai thích học đâu nhưng mà vẫn phải học đấy nhá. Cái phần này chỉ có các giáo sư, các tiến sĩ mà người ta mới thích thôi. Thế nhưng chúng ta cũng hãy thả lỏng ra để yêu thương cái phần này nhá. Tập trung nhìn kỹ vào hình ảnh giúp bác ạ. Đấy, thì gặp muối một phát vào cái phân tử này được phá vỡ ra rồi là thấm thấm sâu vào bên trong. Được chưa ạ? Đấy lý do tại sao mà chúng ta cảm thấy da chúng ta rất là ẩm, bởi nó đi sâu vào bên trong chứ không ở trên bề mặt. Có một số loại toner chúng ta bôi xong là da khô răng luôn, đúng không ạ? Đó. Cái mạng lưới này nó có cái tác dụng gì? Đó là tác dụng cấp nước, cấp ẩm cho da của chúng ta. Đấy tại sao chúng ta bôi tế bào gốc xong buổi sáng vậy, chúng ta thấy da của chúng ta nó rất là ẩm. Chỉ cần ẩm thôi là da đã khỏe rồi, giống như một cái cây chỉ cần tưới nước thôi là đã lớn rồi, đúng không ạ? Một cái cây là chỉ cần tưới nước thôi là lớn rồi, không cần phải bón phân gì nó cũng có thể phát triển bình thường nhá. Bón phân là chỉ là do các chị muốn nó đột biến lên thôi, nó mỡ màng lên ảo giác thôi, chứ còn thực tế hoạt chất hàng ạ trong cái cây thì nó không thay đổi, chỉ do là cấp nước thôi. Chứ còn chúng ta có cho nhiều các loại phân vào mà chúng ta không tưới nước vào thì cây nó vẫn ngọt. Có hiểu không à tình yêu ơi? Một cái cây chỉ cần tưới nước là nó có thể phát triển bình thường. Một cái cây mà không được tưới nước mà được chỉ được bón phân không, các loại phân đạm không thì cây đấy cũng sẽ chết do sạc hóa chất. Nên tại sao trong cái hoạt trong rất là nhiều các cái hoạt chất trong mỹ phẩm thì cái hoạt chất có thể cấp nước cho da nó lại là quan trọng nhất. Mọi người cứ nói là hoạt chất này hoạt chất kia nhưng mà phải cấp nước nhá. Nhưng không có nhiều hoạt chất có thể cấp nước cho da. Thì đây đó là cái mạng lưới AMP này nó sẽ vào để nó cấp nước cho da của mình, da ẩm ẩm da khỏe rồi là đẹp rồi. Rồi trong cái loại tế bào gốc này, loại loại embo này, nó cũng sẽ có các cái hoạt chất được ion hóa nano để làm gì ạ? Chống lão hóa và chống oxy hóa trên da. Cái này là gì ạ? IDB1 thì chúng ta không đọc được, thì chúng ta cứ nói là hoạt chất mỹ phẩm được không ạ? Sau này chúng ta đọc tài liệu thì kỹ hơn. Nhưng đây là hoạt chất nó đã được ion hóa rồi, tác dụng chống lão hóa và chống oxy hóa rất tốt. Và trong này nó có cả ceramide. Ceramide thì chúng ta biết đúng không ạ? Ceramide là một cái hoạt chất để bảo vệ da, tạo một cái hàng rào rất là tốt. Ceramide là một hoạt chất ở trên da vốn có, không thể thiếu nếu mà muốn làm da khỏe mạnh, muốn làm da đẹp. Trên bề mặt da của tất cả chị em chúng ta ở đây đều có ceramide hết. Được chưa ạ? Cerabi chính là một cái từ viết tắt của ceramide, hiểu chưa ạ? Đây là cái không thể thiếu, chỉ cần thiếu cái này thôi là da của chúng ta coi bôi cái gì cũng đi đời hết luôn. Tiếp theo này, các cái chất liệu free polymer, biomer thì nó cũng là một cái dạng lên men giống như cái tế bào gốc lọ lớp thần ở bên lọ lớp thần bên trên, nó là một hoạt chất giống. Thì có rất là nhiều các cái hoạt chất và được cấp bằng sáng chế. Em nói với mọi người là bây giờ mà trình bày bằng sáng chế ở đây, chắc chúng ta ngồi đây nói về cái sản phẩm tế bào gốc này cho đến 12 giờ thì nhiều lắm, nó có quá nhiều hoạt chất trong này, nên là chúng ta sẽ không đưa các cái bằng sáng chế vào đây, bởi vì nếu đưa vào thì chúng ta không có thời gian để giải trình đó.
thì chúng ta nhấn mạnh thôi là đối với cái sản phẩm tế bào gốc này thì nó có khả năng cấp ẩm cao, cao cả cao hơn cả cái lọ toner bên trên, và nó có khả năng chống lão hóa, chống oxy hóa rất là tốt. Đấy lý do tại sao mà chúng ta chỉ cần, có nhiều người ta chỉ thích bôi mỗi tế bào gốc này không, bởi vì là sao ạ, da cấp được nước là họ đã, nó đã khỏe rồi, nó đã bóng rồi và nó còn có thể chống lão hóa nữa, nên da của nó rất là khỏe sau khi mà dùng tế bào gốc, được chưa ạ? Nó là tế bào gốc nên nó có rất là nhiều các cái hoạt chất. Rồi ok, chuyển sang vẫn là tế bào gốc nhưng mà nó chi tiết hơn, em sẽ phân tích cho mọi người xem. Ai ghi được cái gì thì ghi nhá, sau đọc tài liệu thêm nhá. Em phân tích này cho dễ hiểu. Thực ra phân tích cũng không dễ hiểu lắm đâu, nhìn nhiều biểu cảm của một số chị em là cứ ngơ ngơ ra, chán bắt đầu nhăn lại rồi trao mày lại rồi, nhưng mà phải trao mày thì mới mới động não được, trao mày nhá. Một các giáo sư hay xấu hay già vậy để trao mày suốt ngày. À, đây là cái dạng phân tích của các cái hoạt chất bên trên vừa nãy chúng ta nhìn này, rất nhiều các cái hoạt chất có trong tế bào gốc đúng không ạ? Phần bên dưới này chính là phần phân tích từng hoạt chất một, ví dụ như là cái tinh chất TSIDB1 đó, thì nó có tác dụng gì. Người ta nói là gì ạ, cái hoạt chất này ngày xưa nó có tác dụng đi hỗ trợ điều trị Alzheimer, tức là nhớ nhớ quên quên đấy nhỉ, sau đó thì phát triển mỹ phẩm thành một cái hoạt chất chống oxy hóa và ngừa lão hóa rất là tốt. Nó có tác dụng chống oxy hóa mạnh hơn cả vitamin C và gì ạ, coenzyme Q10 và những cái hoạt chất chống oxy hóa tiêu biểu đó, kinh chưa? Thế nên là trong cái này nó có cái chứa cái hoạt chất này nên chúng ta phải cảm thấy là gì ạ, rất là tự tin với nó đúng không ạ? Thế thì đây là hình ảnh của cái hoạt chất này nha, em phóng to cho mọi người xem. Đây, nó đây ạ. À, idebenone chính là cái này ạ. À, cái màu da cam hình giọt nước đây ạ. À, idebenone. À, sau đó là tác động với cái biolipid thì nó sẽ được ngay lập tức sẽ được gì ạ? À, phân tán ra bùn tan, nó sẽ được phân tán nhỏ ra như thế này, phân tán thật nhỏ và nó tạo thành một cái gì ạ, một cái hoạt chất idebenone mới có cái khả năng đi sâu vào bên trong các cái tế bào da và gì ạ, tăng cái hiệu quả của da chống lão hóa. Đấy là một cái hoạt chất sau khi mà nó đã được phân tán bùn cam đấy, phân tán nhỏ ra. Tính hàng không biết mọi người có đam mê phần này không, nhưng mà tôi cứ phải nghe thôi nhá, là một chuyên gia thì cứ nghe thôi, nói này nó sẽ hết, nhưng mà vì là họ chạy họ sợ nên họ mới mua hàng của mình đấy. Rồi ok, cái từ hoạt chất thứ hai mà ông vừa nói là ceramide có trong cái lọ tế bào gốc này, thì ceramide bác nói rồi ạ, đó là một cái loại hoạt chất có trong da có tác dụng củng cố hàng rào bảo vệ da đúng không ạ, rất là quan trọng, ức chế bay hơi ẩm trên da và cải thiện tình trạng khô da, ngứa da. Đó, chúng ta nhìn hình ảnh nhé, bình thường ấy chúng ta nhìn hình ảnh này, tập trung vào hình ảnh này các chị ơi, hình ảnh hồng hồng này, hồng 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 hồng. Thế em nói nhỏ nhỏ thôi vì em gân cổ lên nó mỏi cổ lắm, các chị tập trung vào đây nha, em nói nhỏ thôi, có nghe rõ không? Nghe rõ thì gần giật thôi em cái ạ. Ok em cảm ơn. Thì bình thường các cái kích thước hạt, tại sao có những cái mỹ phẩm chúng ta bôi vào nó cứ bờ bờ trên da mà nó không vào bên trong, bởi vì do kích thước hạt của nó quá lớn, mặc dù chúng ta không nhìn thấy kích thước hạt của nó đâu nhưng nó lớn quá lò trên da như thế này, như hình như trên này. Thế thì nhờ cái HPM ceramide mà bác vừa nói vừa rồi thì nó sẽ đi vào trong cấu trúc da của chúng ta như thế này, hình dung ra chưa ạ, nó sẽ đi vào trong da thì nó mới thẩm thấu được chứ không phải là nó ở trên bề mặt da. Thế vậy đối với một cái làn da khô và hư tổn thì nó rất là khô, nên nhìn thấy gọi là da nó phần xùi luôn đúng không ạ? Thế thì khi mà chúng ta được cấp cái ceramide liposome này vào thì nó sẽ đi sâu vào bên trong, nó làm một cái làn da như thế này, một cái làn da phần xùi lên, nó tóc vẩy lên như này, thực ra không tóc vẩy đâu, nó nhăn nheo thôi, thì nó sẽ bằng phẳng lại như thế này sau khi được cấp một cái hàm lượng gì ạ, HPM ceramide liposome vào bên trong. Thế thì sao da các chị là theo thời gian nó không bị già đi, các chị vẫn thế 3 năm rồi em nhìn các chị vẫn thế, nó như macaron ấy, nó là do cái này chưa ạ? Còn đây là cái công thức vừa nãy mình cũng đã xem rồi đúng không ạ, nhưng mà nó khác, đây là ceramide, còn vừa nãy là nipotone.
Đó. Thì tinh dầu với cả các cái hoạt chất hóa học lên men thì nó sẽ tạo ra cái bio này. Đó. Sau đó được gì ạ? À? Lên men, sau khi lên men xong nó tạo thành một cái hoạt chất mới đi vào sâu bên trong của da. Ôi dồi, nghe cái phần này mình cũng đau đầu luôn, mình sinh học rất tinh lắm rồi. Sinh học mình được có 8 phẩy thôi. Ok. Tiếp theo là một cái loại hoạt chất nữa mà mình vừa nãy mình được học, đó chính là gì ạ? À? Dịch lọc được lên men galactomasit, đúng không ạ? Là một loại men được dùng để nấu rượu. Ở đây nhà ai nấu rượu ngày xưa thì biết tại sao rượu từ một loại gạo mà chưng cất nó lại trở thành một cái loại hoạt chất hoặc nước trong suốt như thế, đều là được lên men và rất là tốt, đúng không ạ? Lên men xong cái men đấy mà cho lợn ăn thì lợn trông lớn, đúng không ạ? Thì trong này người ta lấy một cái hoạt chất để làm gì ạ? Dưỡng da. Vì cái hoạt chất này nó rất là giàu vitamin, khoáng chất và axit amin, có khả năng dưỡng ẩm, làm trắng da rất là tốt, tăng cường độ đàn hồi và làm tẩy cả tế bào chết nữa. Đó. Em chỉ biết là cái hoạt chất này có trong cái tế bào gốc này, galactomycin, nó có tác dụng là gì ạ? Đây vừa nói xong. Giàu vitamin lắm, giàu khoáng chất lắm, em bôi vào nó rất là tốt, bảo bôi sau bây giờ biết là hoạt chất tốt rồi thì chúng ta sẽ trân trọng hơn. Rồi một thành phần nữa là rau má. Ai cũng biết là rau má có tác dụng làm đẹp rất là tốt rồi, đúng không? Ăn vào cơ thể cũng tốt mà bôi lên da thì cũng tốt, nhưng mà thường là mọi người sẽ không ăn đâu, bởi vì là nhiều giun sán lắm. Nhiều giun sán lắm luôn ấy. Nên là ăn vào là bụng no toàn giun thôi. Thì cái này, cái rau má này mà được xuất ra sau đó thì dùng để làm mỹ phẩm thì nó rất là tốt. Nó có tác dụng chủ đạo là gì? Trong này nó có nhiều thành phần như axit acetic này, axit metacarbic này, các loại nhiều axit như thế này thì nó có tác dụng gì ạ? À? Có tác dụng tổng hợp collagen tương tự như collagen trên da bình thường của chúng ta. Nó có tác dụng chữa lành vết thương và tái tạo da, lành sẹo da rất là tốt. Nên là có một số khách hàng nhà mình ấy, da bị rỗ hay là bị sẹo ấy mà dùng cái cây lăn kim với tế bào gốc này tại sao da nó lại đẹp. Có rất nhiều spa làm rồi nhưng bác không chia sẻ ở trên này thì sao? Bởi vì nó là một cái thành phần dưỡng da da mặt mà mình trình bày là dùng cái này để làm, để lăn kim và điều trị sẹo rỗ, thì người ta bảo là nó không phải là sản phẩm chủ đạo về sẹo rỗ, nhưng mà nói thật luôn là không có tiền để dùng cái tế bào gốc này.